tôi đói bụng quá, tôi ăn chuối chút xíu rồi tôi giảng được không mọi người? Cho ăn trái với mình sao? Tuấn ăn chuối không Tuấn? Ăn trái mình sao? Chia sẻ. Tuấn lên đây, mời Tuấn lên đây. Chia sẻ. Mình chơi cái đoạn ăn chuối chút xíu. Một xíu đói quá, sáng giờ em chơi nhau hết. Em tình nguyện chơi luôn. Ăn được có chút xíu cơm chiên nè. Tình nguyện. Có cần hai người không? Em đến đó, cần hai người luôn. Em biết chuối này ngon đúng không? Không. Ủa nhưng mà nói chuối của vợ mà. Không, xin lỗi vợ nha, chồng mua trả lại sao? À, giờ đói quá. Đói quá mình chơi cái đoạn chuối nha. Anh thêm sao? Ok. Nè. Chuối đi. Lột ăn đi. Xin cho ăn. Mời mọi người nha. Chị thế lực của chị ăn không có mạnh bằng luật sư đâu cho nên cứ ăn đi. Ngon. Ngon một sư lắm. Ngọt đúng không? Ngọt chứ nó không giống trái ổi. Anh sớm cảm nhận sao ngon không? Ăn đi. Ngọt thì đúng không? Còn đấy một sư, còn mặt trời. Hàm ăn quá. Rồi, gom vỏ đi. Đưa vỏ đi. Ừ. Trong phòng này mấy đứa tôn trọng ai nhất? Yêu mến ai nhất, tôn trọng hay nói nhất hơi khó, khó xử quá. Khi mà nói người khác không phải một sư lại ganh tị nữa. Mấy đứa chọn ra một trong những người mà mấy đứa tôn trọng và yêu mến. Rồi đem vỏ chuối này để tặng cho một sư đấy. Đó, nghiêm túc luôn. Một sư cũng được không sao, một sư cũng giận đâu. Nè, đây, đây mỗi đứa cầm cạnh. Đó. Ok chưa? Bây giờ hai đứa thống nhất với nhau chọn một người thôi. Nha. Chọn người coi là hai đứa đều coi như là tôn trọng những người nào. Một trong những người thôi. Chứ không phải là nhất gì đây hết. Chứ không phải khó xử nha. Rồi, cầm một sư gỡ luôn. Một sư cũng sẽ hiệp với mấy đứa là tôn trọng người đó. Giờ trừ một sư ra đi. Trừ một sư. Ok. Rồi, chọn một người đi. Chưa, ông Vũ ăn chuối xong giật vỏ đó. Tới tặng vỏ chuối. Rồi tới đừng đứng ngại, tới tặng đi. Tuấn tặng ai Tuấn? Tuấn đừng có tặng bông nè Tuấn. Tặng gì bông Tuấn? Rồi mọi người vỗ tay đi, cứ tặng. Anh mình tôi giúp tặng thôi hả? Thôi không tặng thầy. Tặng luôn hả? Rồi thầy bảo đem bao nhiêu vậy? Thầy bảo đem đi đâu? Ủa thầy đem đi đó hả? À, không phải thầy bảo muốn dùng vào việc gì thì bảo cứ dùng. Thầy bảo giám cất nó vào cái chỗ mà nó phải ở. Rồi thầy bảo làm đi. Thầy bảo định qua cái thùng rác hay sao? À, thầy bảo làm đi. Thầy bảo cứ thấy làm cái gì là đúng thì thầy bảo cứ làm. Rồi chúng ta vỗ tay cho thầy bảo, cho Tuấn và cho Sướng. Chà, mọi người tự hỏi hôm nay ông mục sư ổng làm cái gì kỳ quá. 8.000 năm rồi bây giờ ổng mới làm cái chuyện kỳ cục vậy. Đúng ra là sáng nay tôi muốn tìm một cái bó hoa mà chị Hạnh chiếu ném nó vào thùng rác rồi ông đổ rác, ổng đem ổng đổ ra ngoài bãi rác lâu rồi cho nên tôi không có tìm được cái bó hoa cũ đó. Và cuối cùng thì tôi cảm thấy hơi phân vân tại vì mình muốn một cái bó hoa cũ để mình làm một cái ví dụ minh họa mà bây giờ không có, cũng hơi khó đây. Không lẽ sáng chủ nhật mình phải mất nhiều thời gian ra ngoài bãi rác để mình bươi ra. Và cuối cùng thì tôi mới nhớ đến cái nải chuối của vợ tôi. À, xin lỗi vợ, không hỏi ý kiến trước nha. Sẽ mua cho 10 cái nải chuối để bù vô cái nải mà đang ăn dở. Và cuối cùng thì tôi nghĩ là mình đã tìm được một cái nói vui là một cái đạo cụ khá là thích hợp. Hai đứa ăn chuối thấy nó ngon không? Ngon tiếp một chút. Ngọt đúng không? Rất ngọt đúng không? Mục sư ăn. Rồi hai đứa ăn. Rồi chúng ta ăn. Và sau đó thì chúng ta đem vỏ tới để mà chúng ta biếu cho một trưởng lão trong hội thánh, là người mà chúng ta nói rằng chúng ta rất là tôn trọng, chúng ta rất là yêu mến. Và cuối cùng thì trưởng lão của chúng ta
đã sử dụng những cái vỏ chuối đó theo ý của ông ấy cho là hợp lý, và ông ấy đã bỏ vào trong cái thùng rác. Tôi hỏi mọi người là ông ấy thấy hợp lý, mọi người thấy hợp lý không? Ông ấy bỏ cái vỏ chuối đó vào thùng rác hợp lý không, hay là ông ấy nên bỏ vào miệng đi nha? Hợp lý. Hay là ông ấy nên lộng kiến bỏ vào trong cái hộp và quý giá nào đó rồi cất vào trong cái sắt rồi khóa lại? Chắc không quá. Nếu mà thầy Bảo làm điều đó thì thầy Bảo có vấn đề rồi. Mặc dù thầy Bảo cười rất là tươi, bởi vì thầy Bảo biết rằng ở đây nó giống như là một tiểu phẩm thôi. Chứ còn nếu mà cái này mà tôi cố tình dàn dựng từ trước ha, làm như thật luôn ha, và ví dụ tặng cho thầy Bảo hay cô Sương ai đó mà trước mặt mọi người, thì nếu như họ không đề phòng cảnh giác, có thể họ sẽ biến sắc mặt, tái mặt luôn, và thậm chí nổi giận luôn, không kiểm soát luôn. Tại sao tôi muốn đưa ra cái hình ảnh này? Bởi vì hôm nay tôi được Chúa thúc giục để giảng phần thứ hai của đề tài mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất. Và đặc biệt hôm nay tôi muốn gửi sứ điệp này đến cho các bạn thanh niên, những người trẻ ở tại đây, cũng như là những người trẻ sẽ theo dõi sứ điệp của tôi ở trên mạng internet. Đặc biệt gửi cho các bạn. Nói như vậy không có nghĩa là những người lớn tuổi không có phần gì với sứ điệp này. Không, tôi nói đặc biệt gửi cho những người trẻ, nhưng mà những người lớn vẫn có thể rút ra được những bài học cho chính cuộc đời của mình, và có thể dạy lại cho con cháu của mình, để rồi thế hệ con cháu của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn trước mặt cho Chúa Trời. Amen, ngon kìa. Amen. Những cái trái chuối thật là ngọt. Đó là chuối xiêm đen hay xiêm trắng gì đó tôi cũng không rành lắm, vợ tôi thì rất là rành. Nó rất là ngọt. Tôi mua về để cho vợ tôi là cái người mà đang cần ăn những cái trái chuối này. Tôi lựa chọn cái loại chuối mà vợ tôi thích. Và anh chị em thấy đó, hồi nãy tôi đã ăn cái trái chuối đó rồi rủ Sướng với lại Tuấn lên cùng ăn. Và chúng tôi ăn sạch sành xanh những cái gì ngon nhất ở trong trái chuối đó, những gì tốt nhất, và còn lại cái thứ không sử dụng được gì cả, chúng tôi đem tặng cho một trưởng lão của hội thánh, là người mà chúng tôi thống nhất với nhau rằng chúng tôi tôn trọng ông ấy và yêu mến ông ấy. Anh chị em nghĩ rằng có cái gì mâu thuẫn ở đây không? Có. Có không? Có. Thằng ngon mình đó. Thầy trò chúng tôi nãy giờ có thật sự tôn trọng thầy Bảo không? Không. Nếu như đây là sự thật, nếu đây không phải là một tiểu phẩm, mà nếu như đây là một cách cư xử thật sự của chúng tôi, thì có đáng để cho mọi người nổi giận không? Có. Bất bình không? Bất bình. Thầy Bảo có thể tái mặt được không? Có. Hoàn toàn có thể, mà không ai trách được. Đối với một con người bình thường thôi, giống như thầy Bảo, một trưởng lão trong hội thánh, mà chúng ta làm như vậy thấy khó coi quá, không thể chấp nhận được. Huống hồ rất nhiều người trong chúng ta đã đối xử với Đức Chúa Trời như vậy. Có một người thanh niên sức lực tràn trề, rất là tài năng, có rất là nhiều điều để có thể cống hiến cho vương quốc của Đức Chúa Trời, nhưng mà bạn thanh niên này đã không muốn làm bất cứ một điều gì cho Chúa cả. Mỗi khi mục sư của bạn nói với bạn rằng em nên đóng góp vào trong việc của Chúa đi, em rất là giỏi, em rất là tài năng, em có rất nhiều thứ để đóng góp, thì bạn đều thoái thác bằng cách này hay cách khác. Và nhiều người khác nữa cũng thấy được năng lực của người thanh niên này, và rất muốn người thanh niên này dùng những điều đó để phục vụ Đức Chúa Trời. Nhưng bạn lần lượt thoái thác với những lý do tưởng chừng như rất là chính đáng. Tôi không thể nào làm việc đó được, bởi vì bây giờ tôi đang phải tập trung thì giờ để học Anh Văn.
tôi không thể làm điều đó được. Bởi vì bây giờ tôi đang phải học nâng cao. Tôi không thể làm điều đó được. Bởi vì bây giờ tôi đang phải đầu tư điều này, điều nọ, điều kia. Mai này khi tôi thành đạt, mai này khi tôi trở nên giàu có, tôi sẽ phục vụ Đức Chúa Trời. Bạn ấy nói như vậy. Và bạn ấy không muốn làm gì ở trong nhà của Đức Chúa Trời cả. Cho đến một hôm nọ, bạn ấy bị bệnh nặng và phải nhập viện. Có nhiều người đem sữa tới, có nhiều người đem những bó hoa tươi thắm tới, có nhiều người đem những cái điều có giá trị tới để thăm và tặng cho bạn ấy. Bạn ấy là vui thích. Nhưng rồi có một người, là người mà có mối quan hệ rất gần gũi với bạn ấy, là người yêu mến bạn ấy và bạn ấy cũng yêu mến người đó. Người này bước vào trong phòng bệnh với một bó hoa khô, một bó hoa xấu xí và khô, héo, tặng cho bạn này. Bạn này tỏ ý không hài lòng chút xíu nào cả, thậm chí thể hiện sự bực bội ra mặt luôn. Và người tặng cái bó hoa khô đó sau một hồi lâu im lặng, bắt đầu nói với bạn thanh niên này: em cảm thấy rất bực mình vì bó hoa mà tôi tặng cho em, phải không? Em cảm thấy tôi không tôn trọng em, đúng không? Em cảm thấy tôi không hề yêu thương gì em, đúng không? Em cảm thấy thất vọng lắm, đúng không? Nhưng em có biết rằng Chúa còn thất vọng hơn biết bao nhiêu lần khi mà hết lần này tới lần khác em thoái thác, không muốn cống hiến những gì tốt đẹp mình có để phục vụ Ngài, để làm lợi cho vương quốc của Ngài. Em nói rằng phải đợi cho tới khi em giàu có, em thịnh vượng, cho đến khi nào mà em thành đạt trong xã hội này thì em mới có thể phục vụ Chúa. Thưa với em rằng cũng có rất là nhiều người đã nói như vậy. Nhưng mà rồi khi họ thật sự thành đạt, khi họ thật sự giàu có thịnh vượng, thì họ quên bén Chúa luôn. Họ giống như những người bị cuốn theo chiều gió, họ không có lối ra, họ cứ trong cái vòng lẩn quẩn đó mãi, cho đến khi họ bệnh tật ôm đau, cho đến khi họ trở nên già nua. Và nếu lúc đó họ nói rằng họ muốn phục vụ Chúa thì họ khác nào một bông hoa héo hay là một đóa hoa héo. Nó không còn thơm nữa, nó không còn khoe sắc nữa. Bạn cảm thấy bực mình, bạn cảm thấy không hài lòng, bạn cảm thấy bất mãn vì đó hoa của tôi. Nhưng tôi mong rằng bạn hãy suy nghĩ lại về thái độ mà bạn đã đối với Đức Chúa Trời. Người thanh niên này khi nghe những lời đó thì dường như sực tỉnh. Cái câu chuyện này tôi đã nghe từ rất là lâu. Tôi suy nghĩ rất nhiều về những gì đang diễn ra trong hội thánh của Chúa. Có những lúc lòng của tôi thật sự quặn thắt, nhiều lúc cảm thấy cô đơn. Tôi suy nghĩ về tương lai của hội thánh, và tôi suy nghĩ về cộng đồng xã hội xung quanh tôi. Có quá nhiều điều tôi muốn làm, nhưng nó chỉ dựa vào cá nhân của mình hay là con số ít ỏi của những người phục vụ Chúa nào đó, thì chúng ta có thể làm được điều gì thiết thực cho xã hội này đấy? Mà nếu như chúng ta không thể làm được điều gì thiết thực cho xã hội này, thì làm sao chúng ta có thể bày tỏ ra sự vinh hiển của Chúa? Làm sao chúng ta có thể nói với thế giới này rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng yêu thương những con người đang sống trong thế giới này? Làm sao chúng ta có thể nói với thế giới này rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời tốt lành? Chúng ta không thể nói như vậy. Mà nếu chúng ta có cố nói thì sẽ chẳng ai tin chúng ta, và thậm chí tệ hại hơn, họ sẽ tin cái điều ngược lại.
họ sẽ chửi vào mặt chúng ta, và rồi họ sẽ thóa mạ danh Đức Chúa Trời của chúng ta. Tôi thật sự trăn trở về điều này. Có những lúc tôi nhìn thấy những thanh niên ở bên ngoài xã hội, tôi nhìn thấy những người sinh viên, đặc biệt là trong thế hệ của tôi. Ngày xưa trong thời sinh viên của tôi rất là năng nổ. Tôi có một tinh thần cống hiến, phục vụ xã hội. Tôi xung phong cùng với những bạn thanh niên năng nổ khác, đăng ký tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh. Chúng tôi có khoảng một tháng ở đó, và chúng tôi cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân. Chúng tôi cùng cày cấy với họ. Chúng tôi quét dọn rác ở những nơi công cộng. Chúng tôi làm sạch những con mương hôi thối. Chúng tôi vét nạo bùn xịn. Chúng tôi đắp những con đường. Chúng tôi dạy xóa mù chữ. Chúng tôi đến với những người nghèo. Không có nói gì về Chúa cả, bởi vì chúng tôi đang đi trong cái đoàn thể của xã hội, và chỉ đơn giản là làm công tác xã hội thôi, không có nói gì về Chúa cả. Nhưng mà chúng tôi nhận thấy rằng nhân dân rất cảm kích. Những người mà chúng tôi đã cùng ăn cùng ở với họ, họ rất cảm kích. Và giá như đó là những thanh niên Cơ Đốc thì sao? Nếu họ biết rằng đó là những thanh niên Cơ Đốc, đó là những con cái của Chúa, thì ít nhất họ cũng sẽ có cảm tình với Chúa của chúng ta. Amen không anh chị? Amen. Có rất là nhiều lần tôi chứng kiến những con người, giống như tôi có nói về bà cụ ở tại Tam Kỳ, Quảng Nam. Cách đây mấy tuần tôi có nhắc đến bà cụ đó, đúng không? Khi mà tôi và một số anh chị em khác là những người không quen, không biết, không bà con họ hàng, chúng tôi đến thăm bà thường xuyên, đem gạo đến cho bà, đem những gì bà cần. Bà ở trong một túp lều trắng. Con trai của bà quyền cao chức trọng nhưng mà không thèm ngó đến bà, để cho bà sống như là một người già neo đơn và phải sống nhờ vào sự từ thiện của người khác. Chúng tôi đến và chúng tôi có thể xoa bóp cho bà. Chúng tôi không chỉ tặng cho bà những thứ bà cần, xoa bóp cho bà, nói về Chúa cho bà, và khi bà đau đớn và không đi được, chúng tôi cầu nguyện cho bà, và quyền năng của Chúa đến, bà được chữa lành, bà đứng dậy, bà bước đi. Và có một lần bà nói: các con là ai? Tại sao các con không có bà con gì với bà hết mà các con lại yêu thương bà đến như vậy, trong khi con của bà nó quyền cao chức trọng mà nó không thèm ngó gì đến bà cả. Bà rơi nước mắt. Và rất nhiều cuộc đời như vậy, khi mà chúng tôi phục vụ Chúa bằng cách phục vụ tha nhân với tất cả tình yêu thương, với tất cả sự cống hiến, thì luôn luôn có một sức mạnh để lay động trái tim của họ. Rất nhiều người trong chúng ta cần phải ăn mặc trước mặt Chúa, bởi vì chúng ta đến với Chúa, chúng ta chỉ có cái miệng. Tôi xin lỗi để nói cái từ này, rất nhiều người trong chúng ta là những con người bẻm mép. Xin lỗi, đặc biệt những người lớn tuổi, nếu điều này có tạo ra cảm giác thiếu tôn trọng. Bởi vì chúng ta luôn nói chúng ta yêu Chúa, chúng ta luôn nói chúng ta kính sợ Ngài, chúng ta luôn nói chúng ta biết ơn Chúa, và chúng ta nói rằng chúng ta muốn dâng cho Chúa tất cả mọi sự. Nhưng nếu Chúa hỏi ngược lại, cái tất cả mọi sự của con là cái gì vậy? Thì tôi nghĩ có nhiều người trong chúng ta sẽ cứng họng không trả lời được. Có rất nhiều người chưa tin Chúa, nhưng mà những gì họ đang làm, những gì họ đang đóng góp cho xã hội là những điều ích lợi, là những điều tích cực. Tôi trân trọng họ, và lòng tôi cầu nguyện là: Chúa ơi, sử dụng những con người đó đi Chúa ơi, bằng cách nào đó cho họ nghe được phúc âm của Chúa, để họ mở lòng ra tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của đời sống mình, để họ được cứu, để rồi những cái việc thiện lành họ làm không trở nên vô ích. Họ đã vốn ích lợi rồi, họ sẽ càng trở nên ích lợi hơn nữa. Tôi trân trọng họ. Và có đôi lúc tôi thú thật cảm xúc của mình, có những lúc tôi khinh những người nói rằng mình là con cái Chúa lâu năm.
Những người nói rằng mình là tôi tớ Chúa lâu năm, bao nhiêu chục năm ở trong chức vụ gì đó, làm ông này bà nọ. Nhưng mà tôi ước gì họ có thể có một giây phút lắng động nào đó, họ đa xét lại cuộc đời họ sẽ, họ có thật sự đang phục vụ Chúa không? Họ có thật sự đang dâng cho Chúa những điều tốt nhất không? Hay họ chỉ là những con người ham quyền cố vị? Họ chỉ là những con người mà cố gắng để mỗi một tuần giảng được một bài giảng thôi, mà bài giảng nó cũng không ra hồn nữa. Giảng không từ trái tim, giảng không từ những trải nghiệm sống động với Chúa, mà giảng từ những cái xin lỗi giống như kiểu mà nghe loãng được ai đó nói, cũng chưa biết ấp giáp gì mà nói lại y bon như vậy. Giảng theo kiểu mà cái tờ giấy nó bay rớt xuống đất thì lúc đó sờ soạn mà tìm, mà không biết cách nào để giảng tiếp. Tôi đã từng chứng kiến cảnh đó và nó dở khóc dở cười. Như vậy là dâng cho Chúa điều tốt nhất sao? Như vậy là phục vụ Chúa sao? Rồi tất cả những thì giờ khác trong tuần lễ, khi bày chiên của mình có vấn đề, mình có đổ một giọt nước mắt nào không? Khi bày chiên của mình có bao giờ nghĩ đến nó thật sự, mình khao khát để nó được chữa lành không? Khi gia đình của những con chiên lục đục với nhau, mình có một khát vọng có thể can thiệp vào một cách tốt đẹp để làm cho gia đình nó được hạnh phúc trở lại không? Hay mình nghĩ kệ cha nó? Ở trong tôi có nhiều cảm xúc, có cả sự công phẫn, bởi vì có quá nhiều người đã chơi không đẹp với Đức Chúa Trời. Có ai đó trong một sự như vậy? Có quá nhiều người đã chơi không đẹp với Đức Chúa Trời. Có quá nhiều người đã chơi không đẹp với Hội Thánh. Có quá nhiều người chỉ muốn làm con đỏ suốt cả cuộc đời. Chúng ta chỉ thích chơi cái trò chơi đi nhà thờ. Xin lỗi, có nhiều người thật sự họ đi nhà thờ nó giống như cái trò chơi. Họ chơi từ năm này qua năm khác mà không biết chán. Đời sống họ cứ mãi cũ kỹ, họ không có năng quyền gì cả. Nếu hỏi rằng họ đã từng kinh nghiệm sự chữa lành quyền năng của Chúa lần nào trong cuộc đời chưa, họ sẽ bén lên. Nếu hỏi rằng Chúa đã từng làm cái điều kỳ diệu gì trong cuộc đời họ chưa, họ bén lên, họ ngưỡng ngùng. Hoặc là họ sẽ làm chứng dối, họ bắt đầu bịa ra chuyện này chuyện nọ, nhưng thật ra chả có chuyện nào trong những chuyện họ kể đã từng xảy ra cả. Cho tới giờ phút này, tôi suy nghĩ lại thì chính bản thân của tôi đã dâng cuộc đời cho Chúa hơi bị trễ. Tôi nghe ba mẹ tôi kể là lúc tôi còn nhỏ thì ba mẹ tôi đã đem đến nhà thờ và dâng cho Chúa và cầu xin Chúa sẽ sử dụng cuộc đời của tôi. Nhưng mãi cho đến năm 20 mấy tuổi tôi mới thật sự phục vụ Chúa. Có thể đối với một số người, họ cho rằng tôi đã phục vụ Chúa sớm hoặc là quá sớm. Nhưng cho tới giờ phút này, với những gì tôi thật sự hiểu về Chúa, với tấm lòng biết ơn Chúa, tôi thật sự cảm thấy tiếc. Giá như tôi có thể phục vụ Chúa sớm hơn, vậy thì 20 năm trước, 20 mấy năm trước tôi đã làm gì? 20 mấy năm trước chỉ loay hoay trong một cái nhà thờ hoặc là một số nhà thờ nào đó, làm những công việc của tôn giáo, nghĩ rằng mình phục vụ Chúa. Nhưng bây giờ nghiệm lại, không phải là phục vụ Chúa, mà chỉ là để chứng tỏ bản thân của mình, chứng tỏ với mọi người rằng tôi là người ngoan đạo, tôi là người yêu Chúa, tôi là người có đức tin, nhưng kỳ thực rỗng tuếch như một cái dẻ đất. Đã từng có những giây phút ngồi lại suy ngẫm về cuộc đời của mình và cảm nhận mình như một biên dẻ đất, và thậm chí muốn chết quát đi chết rồi, nhưng mà vẫn cố tỏ ra nó cứ như một cái vòng lẩn quẩn, một cái vòng ma quái nào đó. Rồi có ai đó xuất hiện thì mình lại lập tức dựng tiếp cái vở kịch, tiếp tục đóng cho trọn cái vai đó.
cảm thấy vô nghĩa cho tới khi mà Chúa đã giúp tôi thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn đó, cho đến khi tôi thật sự gặp gỡ Chúa, cho đến cái giây phút khi tôi quỳ mọp xuống trước mặt Chúa và tôi đã tự nói với Chúa: Chúa ơi, con là kẻ vô tín, con là kẻ giả tạo, xin Chúa tha tội cho con. Lúc đó bệnh tật ốm đau đầy người, chưa từng có ai chữa lành được cho tôi những bệnh tật ốm đau đó, chỉ là những cái giải pháp tạm thời, rồi sau đó bệnh tật lại trở lại, cứ bệnh tật triền miên từ nhỏ tới lớn. Tôi là cái người mà thường xuyên phải được cạo gió lúc nhỏ, và tôi trở thành một chuyên gia về cạo gió, thật sự là như vậy. Anh chị em mà thấy mấy cái nét cạo gió của tôi, anh chị em hiểu tôi là chuyên gia cạo, mà như một tác phẩm nghệ thuật tôi có thể cạo được rất nét, rất đẹp, rất cân đối. Tôi suy nghĩ lại thì lòng tôi càng biết ơn Chúa vô cùng. Cuộc đời của mình có quá nhiều điều tệ hại, mình có quá nhiều bệnh tật, nhưng chỉ trong giờ phút ngắn ngủi mà mình đến với Chúa, sau khi mình được nghe lời chân thật của Ngài, tôi hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa, và lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thật sự nhân danh Chúa Jesus Christ để công bố sự chữa lành mà lẽ ra tôi phải nhận được từ lâu. Và tôi đã được chữa lành tất cả những bệnh tật mà tôi đã phải mang từ lúc tôi mới được sinh ra. Nhiều năm tháng trôi qua rồi, kể từ giây phút ấy tôi không hề uống một viên thuốc nào. Tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm. Và chính cái giây phút lịch sử đó đã khiến tôi quyết định dâng cuộc đời mình cho Chúa, và tôi chưa bao giờ hối hận. Có thể nói là rất là nhiều lần vào sinh ra tử, rất là nhiều lần đối diện với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Cuộc đời này nó bạc bẽo lắm. Cuộc đời này chưa bao giờ công bằng với tôi và với anh chị em. Chưa bao giờ và cũng đừng bao giờ mong cái sự công bằng ở trên cuộc đời này. Bởi vì nếu anh chị em ngồi đó mà mong sự công bằng của cuộc đời này, anh chị em sẽ thất vọng và dẫn đến những điều tiêu cực. Hãy thực tế đủ để biết rằng cuộc đời này luôn có khuynh hướng không công bằng với chúng ta. Chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng luôn luôn sẵn sàng đối xử công bằng với chúng ta. Ngài sẽ trả lại sự công bằng của chúng ta. Amen anh chị. Sau tất cả thì tôi một lần nữa kết luận rằng việc dâng mình để phục vụ Chúa là hoàn toàn đúng đắn. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, trải qua bao nhiêu cái sự kiện lên bờ xuống ruộng, cho đến giờ phút này tôi vẫn đang đứng vững đây thưa anh chị em, trong đức tin. Và tôi tin rằng mình có ích lợi cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Bất kể xung quanh người ta đang nói gì. Ở trong tuần này tôi nghe vợ của tôi kể lại, một chị em trong hội thánh đã tâm sự với vợ của tôi rằng có một người mục sư đã nói xấu tôi, nói xấu hội thánh của chúng ta ở trong một cái Zoom, buổi nhóm Zoom. Và trong đó nói rằng hội thánh của chúng ta không có tình yêu thương gì cả. Còn cả mục sư này là giảng sai đường lối. Mà thật sự tôi không biết mục sư đó là ai luôn á. Tôi không quen với người mục sư đó. Mà tôi không hiểu vì sao người đó lại hiểu rõ về tôi, về chúng ta như vậy. Và nói những cái điều đó giống như là đang ở giữa vòng chúng ta vậy. Thật sự mà nói, có rất 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 nhiều điều tương tự như vậy xảy ra, thưa anh chị em. Nó bạc bẽo vô cùng. Nhưng mà cảm ơn Chúa rất nhiều. Khi mà chúng ta đã quyết định dâng cuộc đời vào trong tay của Chúa và cứ tiếp tục tận hiến cho Chúa, thì Đức Chúa Trời của chúng ta không bao giờ đối xử bạc bẽo với chúng ta đâu, thưa anh chị em. Amen. Ngài công bằng lắm. Ngài sẽ trả lại sự công bằng cho chúng ta. Ngài sẽ có sự bù đắp của Ngài, có những phần thưởng rất là kỳ diệu. Có những điều mà những người phục vụ Chúa như chúng tôi có mà anh chị em chưa từng có. Khó nói lắm. Khó mà anh chị có thể hiểu được lắm. Nó là những đặc ân, nó kỳ diệu lắm.
Và tôi nói với anh chị em chỉ riêng cái sự bình an, sự vui mừng thật của Chúa thôi thì nó đã quá tuyệt vời. Đó là lý do vì sao mà chúng tôi luôn ăn ngon, luôn ngủ yên, bất kể xung quanh hoàn cảnh nó như thế nào, nhân tình thế thái nó biến động như thế nào, chúng tôi vẫn ăn ngon, vẫn ngủ yên. Chúa ban cho những bữa ăn ngon, Chúa ban cho những giấc ngủ yên lành, khỏe mạnh. Nếu có bệnh tật ốm đau nào đó, chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ chữa lành. Nếu Ngài không chữa lành ngay, thì ngày mai Ngài sẽ chữa lành, ngày kia Ngài sẽ chữa lành, nhất định cuối cùng Ngài sẽ chữa lành. Và chúng ta vẫn có thể đứng lên cách mạnh mẽ để phục vụ Chúa. Tôi chờ đợi để có thể chứng kiến tuổi già của mình. Và tôi sẽ không suy nghĩ tiêu cực này. Biết đâu tuổi già của mình sẽ lụng cục, biết đâu tuổi già của mình sẽ lắm cẩm, biết đâu tuổi già của mình sẽ đầy bệnh tật, biết đâu tuổi già của mình sẽ đáng trí, sẽ lãng trí, sẽ lẫn, sẽ lú gì đó. Không! Tôi tin nơi Đức Chúa Trời của tôi. Tôi tin nên tôi công bố. Tôi công bố rằng tuổi già của tôi là tuổi già của sự khỏe mạnh, vẫn minh mẫn. Và tôi tin rằng tôi sẽ kinh nghiệm điều mà các thánh nhân đã từng kinh nghiệm ở trong Kinh Thánh. Thậm chí tôi có thể biết được cái thời điểm nào là thời điểm mà Chúa sẽ đưa tôi về. Mà tôi khao khát, tôi sẽ gọi những người thân yêu của mình đến, đặc biệt là con cháu của mình đến, để căn dặn những điều cuối cùng, để nói cho chúng nó biết rằng Đức Chúa Trời mà ba đã phục vụ, Đức Chúa Trời mà ông phục vụ là Đức Chúa Trời cực kỳ tốt lành, Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Trời yêu thương, Đức Chúa Trời thành tín. Một Đức Chúa Trời mà mình không có đủ lời đủ tiếng để có thể nói về những điều tốt của Ngài. Các con, các cháu ơi, hãy đi con đường mà ba đã đi, mà ông đã đi, và hãy trung tín cho con đường đó. Tôi chờ đợi đến giây phút tôi có thể nói những lời cuối cùng đó. Chắc chắn nó không phải là những lời rên rỉ trong bệnh tật, những cái sự than vãn rồi trách móc con cháu. Không! Kể cả khi có đứa con, đứa cháu nào nói bạc bẽo với tôi quyết định là tôi sẽ không để lại những lời trách móc than vãn. Tôi sẽ để lại những lời chúc phước. Tôi sẽ để lại những lời căn dặn, lời căn dặn của một người đã dâng hiến cuộc đời mình để phục vụ Chúa và chưa từng hối hận. Các em thanh niên ơi, những ngày gần đây một sự rất vui, bởi vì có sự khởi sắc trong các em. Có những điều có thể đối với các em nó nhỏ, nó không là gì, nhưng mà đối với một sư đó là những phần thưởng. Nó quý hơn vàng, quý hơn bạc. Nói như vậy không có nghĩa là mục sư không cần vàng, không cần bạc, không cần tiền. Mục sư đâu có hớt không khí mà sống. Không phải, mục sư vẫn cần. Nhưng các em biết rằng đối với mục sư có những điều tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng mà nó thật sự quý hơn tiền, quý hơn vàng, quý hơn bạc. Nếu các em đem tiền đến mục sư mà các em không thể hiện những điều đó thì mục sư rất là buồn, mà thậm chí mục sư không muốn nhận những điều các em đem đến đâu. Mà nếu các em không đem tiền bạc, không đem cái giá trị vật chất nào đến cho mục sư, không sao cả. Chỉ cần các em có được những cái biểu hiện tốt lành đó là mục sư của các em vui lắm và sẽ có thêm động lực để phục vụ Chúa. Chẳng hạn như các em không còn trễ nải nữa, các em đi đúng giờ, các em thậm chí đi sớm để giúp mục sư chuẩn bị phòng nhóm, các em đi sớm trong những buổi nhóm, rồi các em khích lệ nhau nói những điều tích cực, không nói tiêu cực nữa. Khi các em có xung đột với nhau thì các em sẵn sàng ngồi lại để nói chuyện thẳng thắn với nhau và rồi nói những lời yêu thương tha thứ. Buổi tối thứ sáu vừa rồi đó, một số người lớn đã chứng kiến mục sư ngồi lại với các em và giúp các em giải quyết những xung đột. Và rồi mục sư thấy các em nhoẻn miệng cười với nhau, các em ôm chầm lấy nhau, các em bắt đầu nhân danh Chúa Jesus Christ để công bố tha thứ cho nhau, công bố rằng yêu thương nhau. Lòng mục sư vui khủng khiếp, vui vô cùng, vui lắm. Một số em bắt đầu tập tành để làm ca sĩ của Đức Chúa Trời, mục sư vui lắm. Mỗi một điều đó tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng mục sư rất là vui và có thêm động lực để tiếp tục tận hiến cho Chúa. Hãy tiếp tục như vậy đi, và đừng để ma quỷ lừa dối mình. Có những cái biến cố, những sự kiện xảy ra ở trong hội thánh này là một sự đau lòng lắm. Bởi vì thỉnh thoảng lại có ai đó bị lừa dối. Họ đang làm tốt, họ đang có sự tiến triển tốt,
Họ đang nghe lời người lãnh đạo của mình, bước đi trên con đường công chính của Chúa và đang bắt đầu trở nên ích lợi cho nhà của Chúa, và đời sống của họ cũng có phước hạnh nữa. Nhưng không hiểu bằng cách nào Satan đã lừa dối họ, và họ quay ngoắt 180 độ, từ bỏ con đường phước hạnh đó, để rồi cuối cùng họ được cái gì? Ngày hôm nay nhìn lại thì họ được cái gì? Giá như họ có chút khiêm nhường thôi, loại bỏ đi sĩ diện của mình, thì có lẽ họ đã quay trở lại để xin lỗi mục sư, xin lỗi hội thánh, và tiếp tục cùng với chúng ta thờ phượng phục vụ Chúa, thì cuộc đời họ tốt đẹp biết bao. Nhưng đáng tiếc cái tôi họ lớn quá, kể cả khi cái hậu quả rành rành trước mắt, họ vẫn không chịu thừa nhận, mà họ cứ né tránh, cứ lấp liếm, cứ làm ra vẻ như mình ngon lành lắm. Mục sư ước ao rằng các bạn thanh niên đang tiến bộ, đang khởi sắc làm cho mục sư vui đó sẽ không đi vào vết xe đổ của một số người nào đó. Nếu cảm nhận có điều gì tiêu cực nó đang len lỏi vào trong tâm hồn của mình, có cái tư tưởng nào tiêu cực nó đang len lỏi vào trong tâm trí của mình, hay là tức nhân danh Chúa Giêsu Christ khử từ nó đi, tống khứ nó đi, và hãy công bố những điều đúng đắn tốt đẹp mà mục sư đã dạy cho các em, được không? Amen. Tôi đứng đây trước mặt Chúa và tôi nói cách chân thành với anh chị em, không chỉ là các bạn thanh niên, với tư cách là một người chăn bầy, tôi quan tâm đến từng người. Có thể một số anh chị em nào đó không hiểu và nghĩ rằng mục sư quan tâm tới người này mà không quan tâm đến người kia. Không phải. Nếu có cái gì đó gọi là nó hơn hay là ít hơn hay nhiều hơn, thì chỉ đơn giản đó là sự bất toàn của một con người. Mục sư không phải là Đức Chúa Trời để có thể mọi thứ chu toàn 100% tuyệt đối, cũng giống như anh chị em đâu có thể làm được điều đó. Mục sư không có trách anh chị em, thì anh chị em cũng đừng có trách mục sư, và hãy tin rằng mục sư quan tâm tới từng con chiên trong hội thánh này, và luôn mong từng người một tiến lên trong vương quốc của Đức Chúa Trời, luôn mong từ cái người lớn tuổi nhất cho đến người nhỏ tuổi nhất tiến lên trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Và khi ai đó đang mấp mé tiến gần đến tội lỗi hoặc đang làm những điều gì đó sai trái, lòng của mục sư rất là buồn. Có những người mình có thể nói, nhưng cũng có những người mình không thể nói. Bởi vì có những người lắng nghe và có những người không sẵn sàng lắng nghe, và thậm chí có thể quay ngoắt lại để chống đối. Đó là nỗi đau của một người lãnh đạo khi phải đối diện với những con người đó. Ở trước ngay tại chỗ này, mục sư thấy hàng mặt của nó buồn, buồn vời vợi, mà thấy nó tối thui luôn. Với cái sự nhạy bén của một người phục vụ Chúa, mục sư biết rằng có những lực lượng tối tăm đang trói buộc hàng. Mục sư quyết định nói chuyện với hàng và cảm ơn Chúa là hàng đã mở lòng ra. Và cuối cùng mục sư đã cầu nguyện cho hàng, cũng như hướng dẫn hàng có những lời công bố trong đức tin mạnh mẽ. Và cảm ơn Chúa từ cái bữa đó cho tới bây giờ, mỗi lần hàng xuất hiện, một nụ cười rạng rỡ trên môi, lòng của mục sư tràn ngập niềm vui. Có nhiều người nghĩ, ủa nó vui là chuyện của nó, mắc mới gì mục sư vui. Không phải riêng hàng đâu, mỗi một người bước vào, mục sư đều để ý cái sắc mặt. Chẳng hạn buổi tối thứ sáu, mục sư không biết hậu gần đây có khó khăn gì không hay thuận lợi gì không, nhưng mà hậu bước vào, mục sư nhận thấy cái nét mặt của hậu nó vui hơn hôm trước, nó có cái gì đó tích cực hơn hôm trước. Mục sư chưa có thời gian nói chuyện với hậu, nhưng mà tự nhiên là mục sư cảm thấy vui vô cùng. Và mục sư ước ao một điều rằng, ồ, phải chi hậu cứ tiếp tục như vậy và càng hơn nữa. Các bạn thân thiết ơi, công việc Chúa đang cần chúng ta, nhà của Chúa đang cần sự phục vụ, sự chung tay góp sức của chúng ta, để rồi vương quốc của Đức Chúa Trời được phát triển một cách lớn mạnh. Chúng ta đừng có ngồi đó có những cái mơ ước hão huyền, cái đó là ước gì hội thánh phát triển, ước gì có đông người nhóm lại chật kín căn phòng này, ước gì quỹ của hội thánh gia tăng một cách đột phá, vân vân đủ thứ. Nếu mà chúng ta chỉ ngồi đó và mơ ước thì không có chuyện gì xảy ra cả, đúng không anh chị em? Trước hết chúng ta cùng nhau cầu nguyện trong đức tin, trong sự hiệp nhất, và rồi chúng ta đứng lên, chúng ta nắm tay nhau cùng nhau phục vụ. Chúng ta có cái điều gì tốt lành, chúng ta đóng góp vào trong nhà của Chúa. Amen con chị. Và rồi chúng ta sẽ thấy những công việc tốt lành được bày tỏ ra. Phải có sự đóng góp, phải có sự dâng hiến, thậm chí tận hiến, thì công việc của Chúa mới được thực hiện. Tại sao hội thánh tại Việt Nam của chúng ta cứ èo ọt không phát triển?
đặc biệt là giai đoạn hiện nay. Bởi vì không những người ta không dâng hiến cho Chúa những điều đáng đáng người ta phải dâng, mà người ta còn cố lợi dụng danh nghĩa, lợi dụng hội thánh như một cái môi trường để người ta trục lợi nữa, thì làm sao hội thánh có thể đi hết được? Có những lúc tôi đau lòng, tôi chỉ muốn la lên một sự ức chế thật sự khi chứng kiến những điều đó. Một lần nữa nói thẳng thắn với anh chị em luôn, nếu anh chị em không thật sự tin Đức Chúa Trời là tốt lành, không thật sự tin rằng Ngài là đấng nắm quyền sinh sát trong tay, và Ngài là đấng cứu rỗi chúng ta, Ngài là đấng duy nhất có thể bảo toàn mạng sống chúng ta và gìn giữ những gì tốt đẹp ở trong cuộc đời chúng ta cho đến cuối cùng, Ngài là đấng duy nhất có thể đem đến sự bình an, sự vui mừng cho chúng ta. Nếu như chúng ta không thật sự tin điều đó thì quá thật, quá đáng tiếc. Chúng ta đi đến nhà của Chúa bao nhiêu năm uổng phí lắm thay. Nếu như chúng ta không tin rằng hội thánh của Chúa, hội thánh thật của Chúa là cơ quan đại diện, là đại sứ quán ở trên thế giới này để có thể làm công việc của Đức Chúa Trời, thì thưa anh chị em, sự có mặt của anh chị em trong hội thánh nó uổng phí vô cùng. Tôi mong rằng chúng ta điều chỉnh lại tư tưởng của mình, chúng ta ý thức đúng về Đức Chúa Trời, về hội thánh, để từ đó chúng ta thấy mình có quyền lợi và nghĩa vụ để dâng hiến những điều tốt lành vào trong nhà của Chúa và trong vương quốc của Chúa. Amen không chị? Amen. Tôi không hổ thẹn khi nói với anh chị em như cách mà sứ đồ Phao-lô đã nói với các hội thánh thời bấy giờ: hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Chúa. Chúa đã dạy tôi đức tin, Chúa đã dạy tôi sống tận hiến, và tôi luôn muốn bày tỏ sự tận hiến qua từng việc nhỏ của cuộc đời mình. Tôi ước ao rằng anh chị em có đủ tinh tế để quan sát, để rồi từ đó anh chị em bắt đầu suy nghĩ trong lòng rằng mình không thể để cho mục sư của mình cô đơn ở trong sự tận hiến được. Ông ấy quá lẻ loi, ông ấy có quá nhiều kẻ thù, có quá nhiều người nói xấu vu cáo ấy một cách rất là trắng trợn. Mình phải làm một điều gì đó để đóng góp vào trong việc của Chúa ngay tại hội thánh này, cùng với mục sư của mình hết lòng thờ phượng phục vụ Chúa, để thấy rằng hội thánh của Chúa càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, hội thánh của Chúa trở thành một gia đình tràn ngập tình yêu thương, và bất cứ ai bước vào họ sẽ cảm nhận được điều đó, và họ không muốn rời đi nữa, họ muốn ở lại, bởi vì họ không tìm đâu được tình yêu đó trong thế giới này. Tôi ước ao anh chị em sẽ bắt đầu suy nghĩ rằng khi mình bước vào hội thánh, mình cần phải làm gì đấy, mình nên làm gì đấy, mình sẽ xung phong làm gì đấy, việc gì tôi có thể làm được. Có thể một số anh chị em hiểu lầm về mục sư, anh chị em nghĩ rằng mục sư không muốn sử dụng anh chị em. Sai rồi, mục sư rất muốn sử dụng từng người một, kể cả những người lớn tuổi trong hội thánh, nhưng mục sư có nguyên tắc sử dụng để đảm bảo rằng cái sự sử dụng đó nó có thể đạt hiệu quả tốt nhất. Và cái điều đầu tiên để mục sư có thể nhắm đến một người để bắt đầu sử dụng, đó là người đó bắt đầu thể hiện cái thái độ tin kính Chúa, một cái thái độ sẵn sàng đầu phục Chúa. Người đó thể hiện sự tôn trọng để lắng nghe người lãnh đạo mình, thì đó là cái yếu tố tiên quyết. Và sau đó mục sư sẽ nói đến tài năng, đến khả năng. Cho nên không có gì ngạc nhiên khi mà mục sư đã mời cô Mai làm thủ quỹ hội thánh. Và gần đây cô Mai có lời tâm sự mục sư. Cô Mai nói rằng: mục sư có biết không, trước khi mà mục sư mời tôi làm một số công việc trong hội thánh, thì tôi đã cầu nguyện với Chúa, và tôi tự hỏi rằng mình có thể làm gì trong hội thánh đấy. Có nghĩa là cô có ý muốn phục vụ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, không biết mình có thể được sử dụng hay không. Và Chúa là đấng điều động, Chúa biết hết tất cả. Tôi thấy được tấm lòng của cô Mai, và tôi đến và tôi mời cô tham gia vào công việc thủ quỹ khi mà cái chỗ đó nó bị trống. Và cô cũng tham gia vào ban thờ phượng. Điều kiện của cô không thuận lợi, chồng của cô không cho cô đi tập hát, cô vẫn khao khát, và cô ở nhà xem livestream. Các bạn trẻ ở đây tập hát, còn cô ở nhà xem livestream và cô tập hát ở nhà vì cô không được cho đi. Tôi trân trọng điều đó. Nói như vậy để cho
nhiều anh chị em khác đừng hiểu lầm. Nếu như một người lớn tuổi mà tôi còn sẵn sàng sử dụng thì huống chi các bạn trẻ. Cho nên nếu như các anh chị em thể hiện được cái tôn ti trật tự trong hội thánh, có cái lòng tin kính Chúa bày tỏ ra, thì không có lý do gì mà mục sư không tạo điều kiện cho anh chị em. Thỉnh thoảng có ai đó mà mục sư đành phải nói thẳng với họ rằng họ cần phải tạm thời dừng lại. Đó là bởi vì sao? Là bởi vì lúc đó họ đã không sẵn sàng cho công việc Chúa. Và điều đó có thể ảnh hưởng đến tập thể. Mục sư buộc phải nói chuyện thẳng thắn với họ để họ tạm thời dừng lại. Nhưng mà lòng mục sư ngày đêm mong muốn rằng họ sẽ sắp xếp lại cuộc đời của họ để rồi họ sẽ sớm trở lại phục vụ Chúa ngay trong cái quỹ đạo tốt lành mà họ đã từng ở đó, để rồi Chúa có cớ mà ban phước hạnh cho họ. Lời của Chúa nói rằng, nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con thêm mọi điều ấy nữa. Tôi tin rằng một người sẵn sàng dâng cuộc đời mình cho Chúa, một người sẵn sàng phục vụ Chúa, ác hẳn phải là một người trước hết tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Amen con chị. Lần trước chúng ta có nói về sự dâng hiến 1/10, và tôi nói với anh chị em là đó chỉ là một điều căn bản, đó không phải là tận hiến, đó cũng không phải là dâng cho Chúa điều tốt nhất, đó chỉ là một điều căn bản mà chúng ta phải làm thôi. Và tôi tin rằng ngoài 1/10 đó, chúng ta còn có thể dâng các 10% khác nữa. Gia đình chúng tôi kinh nghiệm phước hạnh vô cùng, và không chỉ là tiền bạc vật chất, chúng ta dâng thì giờ của chúng ta, chúng ta dâng sức lực của chúng ta, chúng ta dâng cho Chúa tài năng của chúng ta, để rồi vương quốc của Chúa sẽ được mở rộng. Có nhiều người nghĩ như thế này: phục vụ Chúa có nghĩa là phải làm mục sư. Tôi phản đối điều đó. Có nhiều người nghĩ rằng phục vụ Chúa phải là nhà truyền giáo mà thôi. Tôi phản đối điều đó. Tại sao chúng ta không suy nghĩ rằng ở trong cái xã hội này, ai là người sẽ làm ra lương thực để cung cấp cho chúng ta, ai sẽ làm ra những máy móc này nọ để chúng ta sử dụng, ai sẽ đảm trách vai trò này, vai trò nọ, vai trò kia trong xã hội. Có quá nhiều lĩnh vực, và mỗi một lĩnh vực đó đều cần những con người phục vụ Chúa, chứ không chỉ là mục sư. Nếu mà ai cũng là mục sư thì lấy cái gì mà ăn? Ai trồng lúa, ai trồng gạo, ai trồng bắp, trồng khoai cho mà ăn, ai nuôi heo, giết thịt cho mà ăn, vân vân. Đúng không? Rồi khi mà nước ở nhà mục sư bị hư, rồi ai đến mà sửa ống nước cho mục sư? Điện bị hư, ai sửa điện cho mục sư? Trong phương quốc của Đức Chúa Trời cần tất cả những con người phục vụ trong những ngành nghề, trong những lĩnh vực khác nhau. Và tôi muốn chúc phước cho tất cả những người đang đứng trong các lĩnh vực, trong các ngành nghề khác nhau, và họ ý thức rằng tôi làm việc này hết lòng như là làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Amen con chị em. Tôi trân trọng những nhà kinh doanh mà họ suy nghĩ rằng tôi kinh doanh là vì Chúa, tôi khao khát tôi được thịnh vượng để tôi có thể dâng hiến nhiều hơn cho Chúa. Nếu lòng của họ thật sự có cái ý tưởng đó, không phải là giả dối, thì Chúa không có lý do gì mà không ban phước cho công việc kinh doanh của họ. Amen con chị em. Rất có thể là họ chưa giàu ngay, bởi vì Chúa có cái thời điểm của Chúa. Amen con chị em. Chúa cần thời gian để trang bị cho họ. Nếu một người nào làm thợ nhưng mà hết lòng mà làm như là làm cho Chúa, và ý thức rằng mình có thể làm vinh hiển danh Chúa qua cái việc mình hết lòng làm cái nghề thợ này, mình đến nhà mình sửa ống nước cho người ta thì mình sửa đàng hoàng, để rồi ống nước người ta không bao giờ bị rò rỉ, mình sửa đèn cho người ta, sửa đàng hoàng để điện người ta không bị chập, vân vân. Mình làm một cách có trách nhiệm, có tâm, thì anh chị em nghĩ rằng người đó có được phước không? Đơn giản thôi. Bây giờ tôi chưa nói gì đến Chúa cả, tôi nói một cách bình thường tâm lý ngoài xã hội thôi. Một cái người không tin Chúa mà họ làm nghề thợ, họ làm có tâm vậy, anh chị em nghĩ là lần sau nhà anh chị em có sự cố về điện nước, anh chị em có muốn kêu cái người đó không? Muốn quá đi chứ. Bây giờ nó xin lỗi anh chị em, cái thời buổi này mà nhà mình có sự cố gì mà biểu mình đi kêu cái người thợ cho đáng tin cậy, nó khó lắm thầy. Đúng không anh chị em? Nhiều người trong chúng ta đã bị thương đau rồi đúng không? Chúng ta bị trầy vi trốc vẫy vì mấy cái chuyện này đúng không? Chúng ta rất cần
những con người thật sự tin kính Chúa và họ đang làm những cái công việc khác nhau, những lĩnh vực khác nhau, và họ làm mỗi một việc như là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Họ ý thức rằng họ đang làm cái điều này để dâng vinh hiển cho Chúa. Họ ý thức rằng họ đang làm cái điều này để đem lại ích lợi cho vương quốc của Đức Chúa Trời thông qua cái việc là giúp ích cho cộng đồng. Amen. Tôi trân trọng những anh chị em nào đang phục vụ xã hội với một tấm lòng đúng đắn, không vị kỷ, không tính toán. Tôi trân trọng những anh chị em nào đang có những ý tưởng như tôi nói hồi nãy tới giờ. Và tôi khích lệ anh chị em ngay tại chỗ đứng đó của mình. Nếu Chúa không gọi anh chị em đi chỗ khác mà Chúa đặt anh chị em ngay tại chỗ đó, thì anh chị em ơi, hãy nhờ ơn Chúa mà tiến lên từ cái vị trí đó. Amen không anh chị em? Người nào làm nghệ thuật một cách tốt lành, hãy tiếp tục làm nghệ thuật. Amen không anh chị em? Người nào xây dựng, hãy tiếp tục xây dựng. Người nào sản xuất điện thoại hay là cái gì đó, những cái gì mà chúng ta thấy nó ích lợi, nó phục vụ cho xã hội, mình làm với trái tim công chính ngay thẳng, tiếp tục làm đi, tiếp tục làm đi, và Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho anh chị em. Và ngay tại chỗ đó anh chị em có thể bày tỏ danh Chúa. Có những đối tượng mà tôi không thể vươn tới được, cũng như anh chị em có những đối tượng mà anh chị em không thể vươn tới được. Mỗi người trong chúng ta có những lĩnh vực khác nhau. Thật sự có những đối tượng mà thậm chí cả đời tôi không gặp được họ, nhưng có ai đó trong anh chị em là những người có thể gặp họ thường ngày. Và nếu đời sống của anh chị em thật sự là đời sống dâng cho Chúa, một đời sống công nghĩa, một đời sống tin kính Chúa, một đời sống toát ra vẻ đẹp của Chúa, có năng quyền của Chúa, có sự uy tín ở trong đó, anh chị em hoàn toàn có thể mở miệng ra một cách đầy thuyết phục để cho những người đó ít nhất họ cũng có cảm tình với Chúa của chúng ta và với hội thánh. Amen con chị. Và tôi tin rằng anh chị em sẽ có cơ hội để dắt đưa nhiều người đến với Chúa, Phật, đến hội thánh để cùng thờ phượng Chúa với chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Khi tôi giảng cái bài vừa rồi thì có nhiều người họ thắc mắc nhiều điều. Có người nói với tôi rằng là mục sư đã giảng cái điều đó theo cái tinh thần luật pháp. Bởi vì những gì mà mục sư trích dẫn ở trong bài trước thì chỉ là cựu ước thôi. Tân ước đâu có dạy gì về vấn đề dân phần 10 hay là những cái sự dân hiến như là cái cách mục sư nói đâu. Vậy giống như cái kiểu là tôi đang gây áp lực cho hội thánh. Xin thưa không. Bởi vì có những thắc mắc cho nên tôi sẽ trích dẫn thêm một số phần kinh thánh để làm thỏa mãn những người muốn chất vấn tôi. Nói có sắc mắt có chứng đúng không? Bây giờ chúng ta mở ra một số phần kinh thánh. Thứ nhất, chúng ta mở ra trong Hebrew chương 7 từ câu 1 đến câu 3. Hebrew chương 7 từ câu 1 đến câu 3. Melchizedek này là vua của Salem, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời chí cao, đã đón và chúc phước cho Abraham khi người chiến thắng các vua trở về. Abraham đã lấy một phần mười về mọi của cải mình có mà dâng cho vua. Tên vua ấy trước hết có nghĩa là vua công chính và cũng là vua của Salem, nghĩa là vua hòa bình, người không cha, không mẹ, không gia phả, không có ngày sinh ra, cũng không có ngày qua đời, như giống con Đức Chúa Trời, làm thầy tế lễ đời đời. Lúc mà Abraham, lúc bây giờ chưa là Abraham đâu, là Abram, chính xác là như vậy. Vào thời điểm đó, Abram chưa được đổi tên thành Abraham. Thì khi mà ông thắng trận trở về, thì ông đã dâng một phần mười cho vua Melchizedek. Và đây chính là hình bóng của chính Chúa Giêsu. Vua Melchizedek chính là hình bóng của Chúa Giêsu. Và vào thời bây giờ có luật pháp chưa? Trả lời tôi là có luật pháp chưa? Luật pháp Môi-se chưa ra đời, đúng chưa? Và thời bây giờ làm gì có Môi-se? Đúng không? Tôi nói đúng không anh chị em? À, chưa có luật pháp thì
Abraham đã sẵn lòng dâng cho vua Melchizedek 1/10 rồi. Nói sơ qua phần này thôi cũng thấy rằng chả phải là chúng ta đi theo tinh thần luật pháp thì chúng ta mới dâng 1/10. Chỉ đơn giản là lòng biết ơn, là sự tôn trọng thôi, cũng đủ để chúng ta dâng không phải là 1/10, nó còn nhiều hơn 1/10, đúng không anh chị em? Đó là một phần của tân ước, một phần kinh thánh của tân ước. Bây giờ anh chị em đọc với tôi một phần kinh thánh này cũng nằm trong tân ước luôn, để cho những người nói rằng tôi chỉ trích dẫn cựu ước mà không trích dẫn tân ước, họ sẽ không làm phiền tôi nữa. Matthew chương 23 câu 23. Matthew chương 23 câu 23. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là những kẻ đạo đức giả, vì các ngươi dâng 1/10 bạc hà, hồi hương và rau cần, nhưng lại lãng quên những vấn đề trọng đại hơn của luật pháp là công lý, lòng thương xót và đức tin. Các ngươi phải làm những điều này, nhưng cũng không được lãng quên các điều kia. Anh chị em có hiểu không? Các ngươi phải làm những điều này, tức là mấy cái việc dân phần 10 đó. Đây nè, các ngươi dân 1/10 bạc hà, hồi hương và rau cần. Mấy ông thầy thông giáo và người Pharisee này có vẻ rất nghiêm túc trong việc dân 1/10, có vẻ rất là nghiêm túc. Nhưng Chúa nói với mấy ông đó là nhưng lại lãng quên những vấn đề trọng đại hơn của luật pháp là công lý, lòng thương xót và đức tin. Chúa nói các ngươi phải làm những điều này, có nghĩa là cái việc dân 1/10 cái này cái kia là phải làm rồi, cái đó là chuyện căn bản rồi, không có bàn cái gì hết á. Nhưng cũng không được lãng quên các điều kia. Anh chị em hiểu không? Chúa muốn chúng ta dâng hiến theo cái ý muốn tốt lành của Chúa. Có nhiều người trong chúng ta cũng trung tín dâng 1/10 đó, nhưng mà chúng ta dâng như một cái máy. Chúng ta dâng mà nó vô cảm lắm. Chúng ta dâng mà đôi khi nếu có cảm xúc thì đó là cảm xúc tí. Mất toi 1/10 rồi. Cái người mà đi làm 1 triệu cảm thấy mừng ha. Còn 100 ngàn vô tư. Bắt đầu một thời gian sau cái được công việc tốt hơn 10 triệu, bắt đầu hơi suy nghĩ. Trước mình dân có 100 ngàn, bây giờ là dân tới 1 triệu lần. Đến một ngày nào đó có thể là Chúa ban phước kiếm được 1 tỷ một tháng, hay là thậm chí 10 tỷ. Thí dụ cái người kiếm được 10 tỷ ha, họ suy nghĩ rồi mất toi nó 1 tỷ rồi. Nhưng mà có ai đâu chúng ta suy nghĩ rằng ngày xưa mình dân 100 ngàn còn lại bao nhiêu, còn lại 900 ngàn, ngày hôm nay mình dân 1 tỷ mình còn bao nhiêu? 9 tỷ. Còn tới 9 tỷ là tôi không hiểu. Có nhiều người nghĩ là mình tính toán giỏi, nhưng mà cuối cùng nó có vấn đề. Chúng ta tính toán với Đức Chúa Trời một cách rất là lố bịch. Trong khi đó ai giữ cái mạng sống của chúng ta? Ai? Có ai dám nói là ông nào đó khác ngoài Chúa không? Nếu mà ai nói vậy thì có lẽ cái nơi này không thích hợp cho chúng ta rồi. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng nơi này thích hợp cho chúng ta thì chúng ta không thể nói khác được, sẽ hòa lòng với nhau nói rằng ấy chính là Chúa đã giữ mạng sống của tôi. Amen các anh chị. Rồi ai ban chúng ta sự thông minh? Chúa. Chắc chúng ta tự nặng ra được quá. Ai ban tài năng cho chúng ta? Chúa. Ai ban sức lực cho chúng ta? Chúa. Nếu mà Chúa không ban cái điều tốt lành gì đó thì liệu chúng ta có thể tự đào ra được nó không? Xin thưa không. Có nhiều người ngày xưa khi mà họ chưa tin Chúa đó, họ còn thờ cúng hình tượng đó. Tôi biết có rất là nhiều người nha, họ đi từ cái nơi thờ tự này đến nơi thờ tự khác, họ cúng rồi họ dâng tiền bạc rất là nhiều để xây cái cơ sở thờ tự này, xây cái cơ sở thờ tự kia, và thậm chí họ muốn tên họ khắc ghi trên những cái cơ sở thờ tự đó. Họ dâng rất là nhiều luôn, giống như kiểu là rất là hào phóng. Nhưng mà không hiểu sao tới hồi vô hội thánh của Chúa tính toán đủ thứ. Có nhiều lần tôi thất vọng khi tôi nghe có người đã nói với tôi rằng đến hội thánh mà phải dâng hiến nữa. Không lẽ tôi nói thẳng vào mặt họ chứ, xin lỗi, tại sao lại suy nghĩ như vậy? Rồi tới cái ghế đâu mà ngồi? Rồi máy lạnh ai trả tiền điện? Rồi ai mua máy lạnh? Rồi ai thuê cái căn nhà? Rồi ai mua nhà cho mình? Rồi ai
đứng giảng cho mình, rồi người ta hớt không khí, người ta sống, người ta giảng mạnh cho mình được hà, rồi mình giảng yếu chút xíu mình cũng lên án người ta. Trong khi đó mình không có muốn bỏ ra bất cứ một thứ gì hết, mình chỉ muốn tới mà hưởng, mà hưởng, mà hưởng thôi. Và chính vì thái độ đó cho nên nhiều hội thánh mà có những vị mục sư mà bị bỏ bê, họ thiếu ăn, họ thiếu mặc, rồi họ lại một lúc nào đó họ bị cám dỗ, họ không vững vàng, cuối cùng họ lại đi theo những con đường nào đó để tìm kiếm cái lợi cho mình, để họ có thể đắp vô cái miệng của vợ họ, con họ. Có những người mà họ không vững vàng, cuối cùng là đi sai lạc luôn. Có nhiều cái chuyện nó xảy ra. Chúng ta cần phải biết rằng những gì chúng ta dâng đó là những điều mà ích lợi cho chính chúng ta và cho tất cả hội thánh. Amen các anh chị em. Chúng ta dâng nó thật ra không phải là chúng ta bố thí cho Đức Chúa Trời hay là bố thí cho hội thánh đâu. Tôi xin thưa với anh chị em là đó là cơ hội, là đặc ân của chúng ta để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, để chúng ta đóng góp vào vương quốc của Đức Chúa Trời, để thấy cuộc đời của chúng ta càng ngày càng được tốt đẹp hơn. Amen các anh chị em. Bởi vì đồng tiền nó liền khúc ruột mà. Khi mà chúng ta thể hiện cái tình yêu thương, cái sự tôn trọng Chúa thật sự, thì tôi xin thưa với anh chị em rằng Chúa sẽ làm ơn rất là dư dật trên đời sống của chúng ta. Amen con chị em. Cái mạng sống của chúng ta, ma quỷ nó không phải muốn đụng tới là nó đụng đâu, đúng không anh chị em? Anh chị em nhớ cái câu chuyện của Gióp không? Câu chuyện nó minh họa rất rõ ràng về những gì tôi nói. Chúa cho phép Satan nó đụng được đến Gióp tới đâu thì nó chỉ đụng được tới đó thôi, đúng không anh chị em? Lần thứ hai Chúa nói không được đụng đến mạng sống của Gióp, và nó không đụng, nó không thể đụng được thôi. Đó là điều chúng ta được khích lệ vô cùng. Chúa là đấng gìn giữ mạng sống của chúng ta. Hãy nói với người bên cạnh rằng Chúa là đấng gìn giữ mạng sống của chúng ta. Amen. Và hãy nói tiếp, Chúa ban sức khỏe cho chúng ta. Hãy nói tiếp đi. Chúa ban năng lực cho chúng ta. Nói tiếp, nhờ những điều đó mà chúng ta mới có thể kiếm tiền. Amen. Amen các anh chị. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu đã nói với các thầy thông giáo và người Pharisee rằng các ngươi phải làm những điều này nhưng cũng không được lãng quên các điều kia. Cho nên cái chuyện mà dâng hiến một phần mười là chuyện đương nhiên, có bàn cãi gì ở đây hết. Mà khi chúng ta không làm thì chúng ta giống như kẻ trốn thuế vậy thôi. Chúng ta chấp nhận hay không chấp nhận đó là quyền của chúng ta, nhưng đây là lời của Đức Chúa Trời mà tôi không dám giảng cái điều gì sai lạc với lời của Đức Chúa Trời. Amen các anh chị. Amen. Vậy thì đủ rồi ha. Nếu mà có ai đó họ ném đá mục sư của anh chị em về cái việc giảng liên quan đến việc dâng hiến một phần mười này, thì anh chị em có thể chia sẻ những phần kinh thánh này với họ nha, để cho họ bớt làm phiền mục sư đi nha. Mục sư đã trưng dẫn cựu ước và cũng trưng dẫn cả tân ước. Như vậy thì cả kinh thánh đều dạy chúng ta một cách thống nhất với nhau. Amen. Như vậy thì chúng ta dâng không phải để làm khó cuộc đời của chúng ta, mà chúng ta dâng đó là cái đặc quyền của chúng ta, là đặc ân của chúng ta, và đó là cái cơ hội để chúng ta đóng góp vào vương quốc của Đức Chúa Trời, để thấy công việc của Chúa được mở mang. Và tôi chưa từng nghe ai đó là người thật sự dâng hiến cho Chúa một cách trung tín bởi tấm lòng của mình, bởi tình yêu, bởi sự biết ơn Chúa của mình mà lại than thở rằng tôi trở nên nghèo mạt cả. Chưa bao giờ. Thay vào đó tôi nghe rất nhiều những lời chứng tuyệt vời. Những con người đó họ có kinh nghiệm sự bình an, sự vui mừng, họ kinh nghiệm sự chữa lành của Chúa, họ kinh nghiệm đời sống của họ được sung mãn, được thịnh vượng, và họ trở thành cái cánh tay nối dài của Chúa Giêsu trên đất này để giúp đỡ cho biết bao nhiêu cuộc đời họ ích lợi. Amen anh chị. Tôi hỏi anh chị em trong phòng này, những người nào đã thật sự dâng hiến một phần mười cho Chúa trong những ngày qua và thấy mình được phước, đâu giờ tay lên. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Nguyện phước của Chúa tiếp tục đổ xuống trên anh chị em. Amen. Amen. Và không chỉ một phần mười đâu. Chúa không hề bắt ép chúng ta. Chúng ta hãy đọc ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 9, từ câu 6 đến câu 9. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 9 từ câu 6 đến câu 9. Hãy nhớ rằng ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng.
Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành. Như có chép rằng, người ban phát rộng rãi giúp đỡ kẻ nghèo khó, sự công chính của người tồn tại mãi mãi. Tôi hỏi anh chị em, một công dân tốt có cảm thấy thật là tù túng khó chịu khi chúng ta thực hiện những luật pháp tốt lành trong đất nước của mình không? Có không? Có hay không? Một công dân tốt có cảm thấy khó chịu, cảm thấy tù túng bực bội khi làm theo những luật pháp tốt lành của đất nước mình không? Có hay không? Không! Tôi không cảm thấy khó chịu khi mà đèn đỏ tôi phải dừng lại. Tôi không cảm thấy khó chịu khi tôi phải nộp thuế cho nhà nước. Tôi không hề cảm thấy khó chịu, tôi lại tự hào nộp thuế nếu đó là cái thuế đúng. Nếu đó là thuế đúng. Còn nếu như có cái nhà nước nào mà nó bóc lột người ta thì chắc nếu mà tôi phải đóng chắc tôi cảm thấy khó chịu lắm đây. Đúng không chị em? Nếu mà tôi thấp cổ bé họng, tôi không biết làm cách nào khác, tôi buộc phải đóng không thì người ta bắt bỏ tù tôi hay người ta giết tôi, thì có thể là vì cái mạng sống mình cho nên tôi ráng tôi đóng, nhưng mà tôi cảm thấy bực bội lắm. Đúng không anh chị em? Nhưng nếu như đó là những điều tốt lành, chúng ta sẽ vui vẻ tuân thủ và không cảm thấy gì là khó khăn cả. Chúng ta tự nguyện để làm điều đó. Amen không anh chị em? Có ai nói là luật pháp của Đức Chúa Trời không tốt lành không? Có không? Không. Luật pháp của Chúa tuyệt vời. Ai không tin điều đó hãy mở Thi Thiên 119 ra và đọc đi, sẽ thấy luật pháp của Đức Chúa Trời cực kỳ tuyệt vời. Đến nỗi tác giả Thi Thiên 119 nói rằng con yêu mến luật pháp của Chúa biết bao. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Có một số người đặt ra một số câu hỏi về việc dâng 1/10. Nhiều người đã từng hỏi tôi câu này, cho tới bây giờ vẫn có những người vẫn thắc mắc. Họ nói rằng tôi chưa nhóm chính thức với hội thánh nào thì có dâng 1/10 không? Và nếu dâng thì dâng như thế nào? Theo anh chị em nghĩ là nếu mà một người chưa nhóm chính thức với hội thánh nào thì họ có dâng 1/10 không hay không cần quan tâm đến điều đó? Dâng như thế nào đây? Chưa nhóm chính thức với hội thánh nào? Dâng ở đâu được nhóm tại thì dâng ở đó. Tôi đồng ý với anh chị em, nếu mình chưa nhóm chính thức với hội thánh nào mà có sự cảm động của Chúa để dâng vào chỗ nào thì chúng ta hoàn toàn có thể dâng. Như vậy thì mỗi tháng như vậy chúng ta đi làm thì chúng ta sẽ dành ra 1/10 trong cái chỗ riêng tư của mình, đúng không? Và khi chúng ta có cơ hội để dâng vào cái nơi nào đó mà Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta thì chúng ta sẽ vui vẻ dâng vào. Đơn giản vậy thôi. Amen không chị em? Thật ra có một thời gian mà chúng tôi đã làm như vậy, bởi vì lúc đó là chúng tôi không có chỗ nào để đến cả. Và thế là 1/10 đó cứ để chỗ đó cho tới khi mà có nơi để mình đến, có nơi để mình thờ phượng Chúa, lúc đó chúng tôi đưa 1/10 vào chỗ đó. Amen anh chị em? Đơn giản mà, đúng không? Rồi có người thì hỏi rằng bây giờ mình phải dâng như thế nào? Khi thí dụ ngay khi mình lãnh lương xong là mình phải dâng cái rẹt một cục hết vào trong hội thánh, hay là mình có thể chia ra làm 4 tuần hay là 5 tuần, tức là tùy theo tháng đó có bao nhiêu cái Chúa Nhật mà thờ phượng Chúa. Thì theo anh chị em như thế nào? Mình buộc phải dâng cái rạc hết hay là mình có thể chia ra, miễn là trong tháng đó mình dâng đủ 1/10? Tùy mỗi người. Tùy mỗi người. Tùy. Thật ra thì cái vấn đề chỗ là chúng ta đã dâng đủ số chứ không có nhất thiết. Mà cái lý do tại sao có những lúc chúng ta không dâng cái rạc, tôi sẽ nói cho anh chị em nghe, nó rất ít lợi chúng ta mới làm, chứ không ít lợi thì cũng không nên. Đó là cái gì? Thí dụ như mẹ của tôi, anh chị em để ý mẹ tôi có một việc làm rất hay mỗi khi dâng hiến. Anh chị em có để ý là mẹ tôi đưa cái phong bì cho Thiên Dũng, đúng không? Rồi mẹ tôi mới dẫn Thiên Dũng lên đây và bảo là con hãy dâng hiến vào đi. Tại sao mẹ tôi làm vậy? Tại sao? Đó là một sự giáo dục, đúng không? Để cho từ thuở ấu thơ con trẻ nó hiểu rằng dâng hiến là một cái điều rất là cao trọng, là một đặc ân của nó. Và khi nó lớn lên thì tôi nghĩ rằng nó sẽ cảm thấy dễ dàng hơn để mà dâng hiến cho Chúa, bởi vì từ nhỏ người lớn đã dạy nó, bà nội đã dạy cho nó. Amen con chị em. Amen. Amen. Rồi nói tóm lại là có những người họ đã có cái ý thức dâng hiến như vậy đó. Họ không chỉ dâng hiến mà họ còn dạy cho con cháu họ có ý thức dâng hiến nữa. Như vậy thì cái việc mà chúng ta có thể chia nhỏ cái số tiền đó ra để mỗi một Chúa Nhật ở trong tháng chúng ta dâng không có gì sai trái cả. Amen chị em. Không có gì sai trái cả, miễn là chúng ta thấy cái điều đó nó đem lại ích lợi thì chúng ta cứ làm. Amen. Và
anh chị em không có sợ là nó phải thất thoát đâu, bởi vì lòng chúng ta đã quyết định dâng cho Chúa rồi thì chắc chắn nó là của Chúa. Amen. Dù cho có cái biến cố gì xảy ra, chẳng hạn như là giãn cách xã hội mà không đến được hội thánh, đơn giản thôi, chúng ta để dành số tiền đó, đúng không? Rồi tới hồi nhóm lại, chúng ta lại bỏ số tiền đó vào để dâng cho Chúa. Amen không anh chị em? Cảm ơn Chúa. Rồi có những cái rất thực tế tôi sẽ giải đáp cho anh chị em để anh chị em không có bị lăn tăn ở trong đầu anh chị em. Chẳng hạn có những người họ bán nhà. Câu hỏi đặt ra nè, khi bán nhà có dâng hiến không, và dâng hiến thì dâng như thế nào? Anh chị em nghĩ bán nhà có dâng hiến không? Có. Trong trường hợp nào thì dâng hiến? Dâng hiến thế nào đây? Tôi giả sử ngày xưa chúng ta mua cái nhà đó với giá 10 tỷ. Bây giờ kẹt tiền quá, chúng ta bán với giá 9 tỷ thì có dâng hiến cho Chúa không? Có. Có không? Có. Không. Tôi không đồng ý. Nếu anh chị em có cái tấm lòng thì anh chị em dâng luôn 9 tỷ thì tôi nói là không có cái gì để mà làm khó dễ ở đây cả. Cái đó là lòng chúng ta muốn dâng bao nhiêu cũng được. Nhưng mà về 1/10 á, ở đây tôi đang nói về 1/10. Anh chị em phải hiểu thế này. Cái bản chất của việc dâng 1/10 là gì? Chúng ta dâng cái thu nhập của mình, chứ không phải là chúng ta lấy cái vốn liếng để dâng. Ví dụ như bây giờ một người mới ra kinh doanh, thậm chí đi mượn được 1 tỷ để kinh doanh, chưa bán được đồng nào, thậm chí mỗi tháng trả mặt bằng 15 triệu. Khi mình không hiểu, khi mình bắt đầu bị áp lực, ôi trời ơi, bây giờ phải dâng cho Chúa, mượn 1 tỷ, phải dâng 100 triệu, trong khi đó chưa làm ra đồng nào hết, mà mỗi tháng phải trả 15 triệu tiền mặt bằng, rồi tiền nhân viên đủ thứ. Kết quả là thấy mặt mày nhăn nhó đau khổ. Tôi sẽ giải phóng anh chị em ra khỏi điều đó. Đâu? Trong trường hợp đó anh chị em không có dâng, thấy không? Tại vì anh chị em chưa có làm lợi ra gì cả, mà thậm chí đó là tiền đi mượn mà. Nhiều người mà đi mượn tiền dâng hiến thì tôi không khuyến khích là nha. Trừ trường hợp bữa đó quên đem tiền theo á, muốn dâng tiền ở nhà thì mình mượn tạm ai đó dâng hiến. Bởi vì lúc đó có cái việc dâng hiến đột xuất mà hội thánh kêu gọi gì đó, thì mình không muốn chậm trễ đó. Rồi sau đó mình trả lại thì cái đó ok. Còn nhà đang thiếu mà đi mượn tiền dâng hiến thì tôi không khuyến khích. Mà tôi nghĩ là Chúa cũng không có dạy anh chị em điều đó đâu. Chúa đâu có gây áp lực làm cho căng thẳng đâu. Đúng không anh chị em? Cho nên nếu trường hợp bán nhà mà dâng hiến thì nó phải là trường hợp nào? Chúng ta mua 10 tỷ, đúng không? Và sau đó chúng ta bán được 15 tỷ, ví dụ vậy. Như vậy thì cái vốn ban đầu chúng ta là bao nhiêu? 10 là 10 tỷ. Chúng ta bán 15 tỷ thì chúng ta nên dâng bao nhiêu? 500 triệu. 500 triệu, đúng không? Hoặc là một người vốn không có cái nhà nào cả, tự nhiên có ai đó tặng cho mình cái nhà, hay là cha mẹ mình cho mình cái nhà gì đó, thì nếu mình ở thì không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà mình bán nó ra thành tiền mặt thì ban đầu nó đâu phải là cái gì của mình đâu, đó là cái thu nhập mà, đúng không? Cho nên là mình hoàn toàn có thể dâng hiến trong trường hợp đó. Anh chị em nhớ điều đó nha. Bản thân tôi là người phục vụ Chúa cũng vậy, tôi rất rạch ròi trong chỗ này. Có nhiều người họ đã không rạch ròi, nhưng mà tôi thì tôi quyết định rằng tôi rạch ròi. Bất cứ ai chúc phước cho tôi một số tiền, hay có sự dâng hiến vào chức vụ của mục sư, hay là bất cứ cái gì mà gọi là thu nhập, thì tôi sẽ dâng hiến cho Chúa. Trước hết là 1/10, rồi còn những cái 1/10 khác là cái sự lạc hiến của mình. Nhưng mà cái 1/10 đó, ý thức của tôi là nộp thuế vào vương quốc của Đức Chúa Trời, và đó là bổn phận đúng đắn của một công dân của vương quốc Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Thì có nhiều người có lại hỏi một cái cắt cớ thế này: đám tang có dâng hiến không? Giờ hỏi ngược lại anh chị em trả lời sao? Đám tang gì thì, không? Đám tang thì là lo chuyện tang thế xong tới rồi cái người ta khi bỏ phong bì dương ra là có thu nhập à, tức là có những người mà họ đưa tiền tới, đúng không? Tức là họ đi đám tang, họ có cái số tiền để giúp đỡ cho đám tang, đúng không? Nhưng mà khi cuối cùng tổng kết lại thì cái số tiền đó nó vượt quá rất nhiều, thậm chí rất nhiều so với cái số tiền mà mình đã bỏ ra để lo cho đám tang, thì mình sẽ dâng hiến 1/10 trong cái số mà dôi ra. Có phải ý chàng nói vậy không? Anh chị em đồng ý không? Dâng hiến được không? Đúng rồi, cảm ơn Chúa. Tóm lại một điều là bất cứ cái sự thu nhập nào mà Chúa đem đến với cuộc đời của chúng ta thì chúng ta sẵn sàng dâng hiến 1/10. Amen con chị em. Cảm ơn Chúa, vì chúng tôi rất là háo hức. Tôi đã nói điều này nhiều lần và tôi rất là muốn cái tinh thần này nó truyền được đến với anh chị em. Và chúng tôi cảm nhận rằng đó là một cái điều gì đó rất tuyệt vời khi mà được dâng hiến cho Chúa. Cho nên bất cứ một cái sự kiện gì mà nó gọi là nó sinh ra lợi, nó đem lại cái income, tức là cái thu nhập,
cho vợ chồng chúng tôi là chúng tôi rất vui mừng để dâng hiến, dù đó là số tiền rất là nhỏ, và chúng tôi thấy được phước thưa anh chị, được phước. Những thì giờ mà hai vợ chồng ngồi lại tôi thích lắm. Vợ tôi nói chồng ơi, bữa nay mình dâng hiến đi, bữa nay mình có được cái thu nhập này, vợ tôi bán được mấy chai chè chẳng hạn là bán được kim chi hay cái gì đó, rồi bắt đầu nhiều khi nó ít quá thì mình chưa có tiền dâng hiến, thì nói đợi một tuần mình tổng hợp lại ha, hay là đợi nhiều. Và mỗi lần mà ngồi lại bắt đầu kết sổ ha, là đó là cái thì giờ vui mừng của vợ chồng chúng tôi. Ô, cảm ơn Chúa, mình có tiền dâng hiến rồi, cảm ơn Chúa. Và tôi lựa những đồng tiền mới nhất, tôi bỏ vào trong cái chỗ trang trọng nhất và luôn luôn sẵn sàng đến đó. Nhiều khi vợ tôi nói ăn bao nhiêu tiền mới lấy hết rồi rồi. Và tôi thật sự tôi cảm thấy rất thú vị vì tôi không muốn dâng cho Chúa tiền cũ. Cảm ơn Chúa vô cùng thưa anh chị em. Thì đó là một số điều tôi nói thêm, bởi vì có những người họ thắc mắc khi mà tôi giảng về việc dâng hiến một phần mười. Trở lại với việc mà chúng ta dâng hiến cho Chúa những điều tốt nhất, tôi ước ao rằng từ hôm nay trở đi, hội thánh của chúng ta sẽ là những người sẵn sàng dâng hiến cho Chúa những điều tốt nhất. Amen con chị em. Và đặc biệt là các bạn trẻ, hãy dâng hiến cả tuổi xuân của mình nữa. Không chỉ là dâng hiến tiền bạc mà dâng hiến cả tuổi xuân của mình nữa. Giống như cái bài hát bữa mục sư hát đó. Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất, thời thanh xuân luôn ca năng lực. Đó, cái bài hát đó rất là ý nghĩa. Hãy cùng nhau dâng hiến cho Chúa những điều tốt nhất. Amen. Đây không phải là gánh nặng, đây không phải là cái điều làm cho cuộc đời chúng ta rơi vào chỗ bế tắc, nhưng đây là cơ hội của chúng ta, đây là đặc ân của chúng ta, đây là cách mà chúng ta nói với Chúa rằng Chúa ơi, con yêu Chúa thật sự đó, con muốn thể hiện bằng hành động của con. Vì con yêu Chúa cho nên con yêu những người xung quanh con, vì con yêu những con người đang hư mất ở ngoài kia, cho nên con ý thức rằng mỗi một đồng tiền mà con dâng vào trong hội thánh, một hội thánh đúng nghĩa với người lãnh đạo đúng nghĩa, thì mỗi một đồng tiền đó được sử dụng một cách đúng nghĩa, nó sẽ được sử dụng để cứu người, nó sẽ được sử dụng để đem lại sự chữa lành, sự giải cứu cho biết bao người, nó sẽ được sử dụng để đem lại sự biến đổi cho biết bao nhiêu cuộc đời, để xã hội này, cộng đồng này sẽ trở nên càng ngày càng tốt đẹp hơn. Amen không chị? Amen. Cảm ơn Chúa vì ở trong Kinh Thánh chúng ta đã đọc được những tấm gương tuyệt vời về sự dâng hiến ở trong những cái thời điểm khác nhau. Bây giờ chúng ta không có đủ thì giờ để mở những phần Kinh Thánh này, nhưng tôi vẫn sẽ đọc cho anh chị em, để anh chị em ghi nhận lại, về nhà mở Kinh Thánh ra đọc, để xem rằng những con người dâng hiến trong Kinh Thánh họ đã dâng hiến như thế nào. Anh chị em về nhà xem lại xuất Ai Cập, xuất Ai Cập ký hay là xuất Ai Cập ký chương 36 từ câu 2 đến câu 7. Ở đó nói về việc dân Israel lạc hiến quá dư dật, đến nỗi mà phải có lệnh là ngưng lại, đừng dâng nữa, sẽ làm phiền cho những cái người mà đảm trách việc dâng hiến. Ồ, cái thời này chuyện này hơi khó à nha, nhưng mà tôi ước ao rằng Chúa sẽ phấn hưng hội thánh của ngài ngay tại đây. Và có ngày một sư phạm thì anh sẽ gào lên rằng đừng dâng hiến nữa, tôi không có biết là phải xử lý như thế nào với số tiền này, nó lớn quá, tôi sẽ không thể nào mà tiếp nhận được nữa, ngưng lại đi, chờ 8 tháng sau chẳng hạn. Đó sẽ là những giây phút rất là tuyệt vời, chắc chắn lúc đó là hội thánh của chúng ta phấn hưng mạnh mẽ, tuyệt vời lắm anh chị em. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Rồi nữa nè anh chị em, đọc lại ở trong đặc biệt là sách Lê Vi Ký, tôi sẽ không nói chỗ nào bởi vì nó liên tục nhắc lại cái câu này nè: không tì vết, tế lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Rất là nhiều chỗ ở trong Lê Vi Ký mà cứ nhắc đi nhắc lại, và thậm chí những cái sách khác ở trong các sách của Môi-se cũng thỉnh thoảng nhắc lại cái điều này: không tì vết, tế lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Hãy đọc lại sách Lê Vi Ký, đặc biệt là sách Lê Vi Ký, để anh chị em hiểu rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta dâng hiến như thế nào. Amen anh chị em. Rồi, đọc lại trong Dân Số Ký chương 7 từ câu 84 đến câu 88. Chúng ta sẽ thấy các thủ lĩnh Israel dâng hiến, những người lãnh đạo làm gương, họ dâng hiến một cách rời rộng cho Chúa, rất là giá trị. Rồi, chúng ta đọc ở trong Sử Ký nhất chương 29 từ câu 3 đến câu 9. Ở đó nói về việc vua David và toàn dân Israel lạc hiến. Từ vua quan cho đến toàn dân lạc hiến, họ đem đến rất là nhiều luôn. Và công việc của Chúa được thực hiện cách rất là dễ dàng. Cảm ơn Chúa. Rồi anh chị em đọc ở trong Mát chương 12 từ câu 41 đến câu 44, nói về bà quá dân hiến. Số tiền ít ỏi cuối cùng
mà bà đã dâng hết cho Chúa. Chúa nói rằng bà chính là người dâng nhiều nhất. Rồi, đó là những cái phần kinh thánh mà anh chị em có thể tham khảo thêm để anh chị em hiểu hơn về sự dâng hiến và tinh thần dâng hiến. Và tôi ước ao rằng sau hai cái bài về dâng hiến này tôi truyền đạt cho anh chị em thì sẽ có một cái sự thay đổi một cách sâu sắc, một cách tích cực trong hội thánh của chúng ta. Những ngày tới tôi sẽ thấy không chỉ là những người dâng hiến tiền bạc và công việc của Chúa mà còn là những con người dâng hiến thì giờ của mình nữa, năng lực của mình nữa. Amen chị em. Những buổi nhóm sẽ luôn đầy đủ người, sẽ luôn đông đúc anh chị em tham dự. Buổi nhóm tối thứ sáu cũng vậy, rồi thì giờ tập hát tối thứ bảy cũng vậy. Những bạn thanh niên nào là những người khao khát được đóng góp vào trong sự ngợi khen thờ phượng thì hãy dành thì giờ để có mặt và chúng ta sẽ cùng nhau rao giảng phúc âm trong quyền năng Thánh Linh. Chúng ta sẽ chứng kiến những buổi tối đầy quyền năng của Chúa. Amen không chị em? Hãy nghe điều này. Nhiều người trong chúng ta đang ngồi đó và mơ ước rằng tôi sẽ có ân tứ chữa lành, tôi sẽ là cái người đuổi quỷ đầy quyền năng. Nhưng mà chúng ta cứ ngồi đó và không làm gì cả. Tôi xin thưa với anh chị em rằng sẽ không có cái công việc quyền năng nào xảy ra cho tới khi nào chúng ta có một khát vọng cứu người thôi anh chị em. Amen. Bởi vì Chúa trang bị quyền năng của Ngài, ân tứ của Ngài để giúp cho chúng ta trong công cuộc cứu người. Amen. Khi nào chúng ta vươn tay ra với những người hư mất, khi đó chúng ta sẽ thấy quyền năng Thánh Linh tuôn đổ xuống. Amen. Ân tứ của Chúa sẽ đầy dẫy trong chúng ta. Và rồi chúng ta sẽ thấy có nhiều người được cứu vào trong vương quốc của Chúa thông qua hội thánh của chúng ta mỗi một ngày, mỗi một tuần lễ, mỗi một tháng, mỗi một năm. Amen chị. Hãy cùng nhau đứng lên.